xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết cuối ngày 1 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hiện tại Bắc Bộ chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của rãnh áp thấp có trục vắt qua khu vực, nên mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh vùng núi với lượng không nhiều. Còn tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng, mưa cũng chỉ xuất hiện vài nơi vào thời điểm sáng sớm. Sang đến ngày 2 tháng 9 thì bầu trời sẽ quay trở lại trạng thái ổn định hơn. Ban ngày trời có nắng, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời của người dân trong ngày lễ Quốc Khánh. Tại khu vực vùng núi, nhiệt độ sẽ dao động ở ngưỡng mát mẻ, phổ biến là từ 29 đến 32 độ. Còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ cao hơn từ 1 đến 2 độ. Sau đó, trong 2 ngày tiếp theo, do không còn mưa nên nhiệt độ sẽ tăng khá nhanh. Vào thời điểm giữa trưa sẽ có cảm giác oi nóng vì nhiệt độ lúc này chỉ dao động là ở khoảng 30 đến 34 độ. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì trạng thái này sẽ còn duy trì trong những ngày đầu tuần tới. Lui xuống các tỉnh miền Trung, sau khi kết thúc mưa thì nền nhiệt tại khu vực sẽ trên đà tăng trở lại. Dự báo hôm nay và 3 ngày tới hầu như không có hình thế thời tiết xấu nào chi phối khu vực, nên nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ có thể vượt ngưỡng là 36 độ. Mưa cũng chỉ xuất hiện ở diện vài nơi vào đêm và sáng sớm nên không ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Riêng khu vực phía Nam, bao gồm các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận do ảnh hưởng của gió Đông Nam nên khả năng sẽ xuất hiện mưa rào nhẹ vào chiều tối. Vì vậy, nhiệt độ trong ngày có phần thấp hơn 1 đến 2 độ, phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Đến với cực Nam của Tổ quốc, đới gió Tây Nam vẫn là tác nhân chính gây mưa cho hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, cường độ không mạnh, mưa tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ, mưa gần như chỉ xuất hiện một vài nơi. Lượng mưa không nhiều và mưa cũng không kéo dài, lại tập trung vào chiều tối. Vì vậy, các hoạt động, sự kiện ngoài trời nên kết thúc trước khung giờ này. Nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng nhẹ 1 đến 2 độ. Khu vực Tây Nguyên phổ biến là ở 28 đến 31 độ, Nam Bộ phổ biến là 31 đến 34 độ. Tuy nhiên, khoảng từ ngày mùng 4 tháng 9, gió Tây Nam sẽ hoạt động mạnh trở lại, vì vậy nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình, thuận lợi cho các hoạt động tàu thuyền trên biển của ngư dân đảo. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa thịnh hành gió Tây Nam, duy trì cường độ ở mức là cấp 4 đến cấp 5, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mùng 3 tháng 9, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, bà con ngư dân cần đề phòng với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh. Như vậy là tại các tỉnh Bắc Bộ, ngoại trừ các tỉnh vùng núi vẫn còn xuất hiện mưa trong thời điểm sáng sớm. Còn lại hầu khắp khu vực đều có thời tiết nắng ráo và nhiệt độ tăng dần, thuận lợi cho các hoạt động tổ chức sự kiện nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Trong khi đó, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ lại có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào lúc chiều tối là chủ yếu. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày mùng 1 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!